12.6. Chiều nay 17 tháng 4, tôi bàn việc với thầy Chánh Trực và anh Từ rằng nên có lịch trình mỗi tuần cho các gia đình Phật tử của thành phố Huế đến từ đàm tụng kinh Thất Thất Trai Tuần của các thánh tử đạo, đừng để tự phát thiếu điều hành nữa. Ngày thường thì cũng tụng kinh như vậy tại các khuôn hội gồm hết thành phần ở địa phương. Một cuộc họp mở rộng định việc cho ngày sơ thất sắp đến 21 tháng 4, các hòa thượng Thiện Minh và Thiện Siêu thảo một tuyên ngôn cho cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam ngắn và gọn trong một trang giấy. Tôi mở một buổi thuyết trình về cuộc vận động ấy, Hội Năm Văn Phòng Phật giáo tại Huế là một văn phòng điều hành cuộc vận động do Hòa Thượng Trí Thủ làm trưởng ban. Tôi viết và ký một điệp văn gửi Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thông báo Nam Việt Nam vi phạm nhân quyền. Bắt đầu việc gửi điệp văn đến Liên Hiệp Quốc mật và gấp, nội dung tôi nói Nam Việt Nam vi phạm nhân quyền, sự vi phạm ấy gồm có xúc phạm Phật đảng 2507, triệt cờ Phật giáo thế giới, khủng bố trắng Phật tử bất bạo động bằng chiến xa, thỉnh cầu Ngài Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc tra xét và bảo vệ hiến chương nhân quyền. Điệp văn được chuyển mau chóng chu đáo do ông bạn của tôi, bác sĩ Đạp Dư. Đến việc thuyết trình, tôi thảo và ký thư mời nhân sĩ tri thức ở Huế, nhất là ngành đại học và tư pháp. Nội dung nói, giữa chính quyền và Phật giáo Việt Nam đang có vấn đề. Phật giáo chúng tôi không có phương tiện truyền thông tối thiểu. Chúng tôi khẩn thiết mời quý vị đến và nghe cho sự trình bày của chúng tôi. Chủ ý duy nhất là xin quý vị nghe cho, còn phán quyết là quyền tuyệt đối của quý vị. Thư gửi đi 18 tháng 4 mà 2 giờ chiều, tôi cảm động thấy số người hưởng ứng ngồi chật giảng đường từ đàm. Tôi trình bày cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam theo bản tuyên ngôn. Trước, tôi nói đạo dụ số 10, cử tọa thấy đạo dụ ấy cho Thiên Chúa giáo có quy chế đặc biệt, còn Phật giáo hay tôn giáo nào cũng bị đặt vào khuôn khổ đạo dụ ấy, y như các hội tiểu thương ái hữu, văn hóa, giải trí, gọi chung là hiệp hội. Rõ ràng, dụ số 10 cho Thiên Chúa giáo là độc tôn, là tôn giáo, cho các tôn giáo khác kể cả Phật giáo chỉ là tín ngưỡng lặt vặt. Vậy mà vụ này, Thủ tướng Diệm mới cầm quyền đã ban hành tục vụ duy trì ký thay quốc trưởng. Cái đó tôi dùng ít phút kể lại đại để của việc đã qua, giải thích chính yếu của tuyên ngôn, rồi trịnh trọng xác định mấy điều sau đây. 1. Phật giáo tự giới hạn, chỉ phản đối chính sách ngược đãi Phật giáo của chính phủ. Phật giáo không bước qua những địa hạt khác, nhất là địa hạt quyền chức chính quyền. 2. Tuyệt đối sử dụng phương cách bất bạo động. 3. Phật giáo không mưu độc tôn, không cầu đặc tôn, nên không thấy ai kể cả Thiên Chúa giáo là đối nghịch. 4. Phật giáo không mưu hại ai, không thiên ai để hại ai. Nếu thất bại, Phật giáo coi là sự thất bại của chân lý trước bạo lực, không phải thất bại như bạo lực kém bạo lực. 5. Sau hết, nhưng quan trọng nhất là Phật giáo thỉnh cầu các bậc lãnh đạo hai thực thể đối trận đừng khai thác gì về cuộc vận động của Phật giáo, vì làm như vậy thì đối phương quý vị lấy cớ để hại Phật giáo mà thôi. Sau buổi thuyết trình tối đó, tôi viết lại thành bản phụ đính tuyên ngôn của Phật giáo. 12.7. Bây giờ chính quyền đàn áp Phật tử bằng vũ khí gọi là lựu đạn axit, ngửi phải hơi nó thì cả người nóng đến phát cuồng. Cơn nóng như vậy đứt đoạn, rồi lại phát ra, nạn nhân vật vã vùng vẫy, được đè xuống thì hơi yên, rồi lại nổi lên. Việc dùng lựu đạn này xảy ra ngay tại khu vực chợ Bến Ngự. Ngoài đường Lê Thái Tổ thì dùng quân khuyển, lính chó bẹt rê. Mỗi lính chó được một lính người điều khiển. Lính chó dữ tợn cộng với lính người mang mặt nạ càng khủng khiếp. Chỉ huy ném lựu đạn axit là thiếu tá PH. Chỉ huy lính chó là thiếu tướng được quần chúng gọi là
thiếu tướng CH. Ngày nay là sơ thất của các thánh tử đạo, ngày công bố tuyên ngôn vận động của Phật giáo Việt Nam. Tôi đi bộ xuống tòa đại biểu xin phép, bị từ chối gay gắt. Tôi nói, giết người rồi không cho làm tang lễ thì là chế độ chi rứa? Họ nói, thôi thì linh động một lần. Tôi thưa, sơ thất rồi nhị thất, chung thất, bách nhật, Phật giáo là như vậy. Họ bảo, không biết, chỉ một lần rồi thôi. Tôi nói rất nghiêm chỉnh, thế thì tôi sẽ không dám xin phép mà chỉ báo tin. Xin báo tin trước như vậy. Tôi về, lễ cử hành theo chương trình, tuyên ngôn được công bố trước các giới Phật tử tràn đầy sân chùa và các mặt đường xung quanh chùa. Cũng theo chương trình, 3 giờ chiều này được di chuyển đưa tuyên ngôn ấy. Nguyên chương trình định Hòa Thượng Mật Nguyện cầm đầu Tăng Ni và Phật tử hiện diện đi đưa tuyên ngôn. Nhưng gần đến giờ nghe nói các ôn cũng đi. Các ôn đây chủ yếu là ba ngài Thuyền Tôn, Tây Thiên và Vạn Phước cùng trên 100 tuổi. Đây là việc quá bất ngờ, không ai dám nghĩ đến việc xin các ngài dự vào những việc như việc chiều nay, sợ rủi có bề gì. Nhưng các ngài đã đứng với Phật tử ở ngoài sân chùa, mặc pháp hậu màu vàng, chống gậy định đi. Hoảng quá chúng tôi chạy ra định lại, thì ngài Thuyền Tôn nói nhẹ như gió nhẹ. Để các ôn đi với con cháu một chuyến, không răng mô mà lo. Chúng tôi co vòi thụ động, Hòa Thượng Mật Nguyện đi theo dẫn đầu. Các ngài ngoài ba vị trên 100 tuổi, còn có các ngài Từ Hiếu, Châu Lâm, Mật Hiển, tất cả đều đi bộ, không chịu đi xích lô. Theo sau các ngài là Phật tử, vòng tay trang trọng mà đi. Khi đến tòa tỉnh trưởng, các ngài đứng hàng ngang giữa đường. Phật tử hầu ở sau và hai bên, họ đỏ mắt, cắn răng rung miệng, nhưng không ai khóc. Hòa Thượng Mật Nguyện bước ra, hai tay đưa bản tuyên ngôn cho ông phó tỉnh trưởng. Ông xin lỗi nói ông tỉnh trưởng đang bệnh. Rồi các ngài lặng lẽ chống gậy đi về. Cháu chắc tự sắp năm hàng đi hầu theo sau. Về chùa thì ôm lên, vừa khóc vừa cười. Nhưng các ngài đi thẳng về chùa các ngài, và bây giờ chịu đi xích lô. Chúng tôi chạy ra không kịp lại, ai cũng thở mạnh, hết lo. Quang cảnh các ngài đi như chiều nay, đi vì việc như việc chiều nay, là hiện tượng lạ nhất xưa nay chưa có ngay trên đất Huế này. 12.8 34 hôm nay có mấy tin tức. Hòa Thượng Tâm Châu cho người mang ra một mảnh giấy, viết Tâm Châu chỉ một chữ nhất. Cụ Mai Thọ Truyền cũng cho người mang lời ra thăm cầu nguyện và hứa tận lực. Quan trọng nhất là một mảnh giấy viết nguyện tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức. Đem việc này ra bàn, không ai dám có ý kiến, và giao tôi liệu. Tôi đoán sau khi công bố tuyên ngôn, thế nào cũng có phản ứng đáng kể từ phía chính quyền. Quả nhiên, tối 22 tháng 4, trước hết nghe tiếng đoán biết ít nhất cũng có hai chiến xa, mở đèn rất sáng rú lên ghê rợn chạy vòng quanh Từ Đàm. Đường Nam Giao, qua đường trước chùa, dòng đường Bến Ngự, qua đường bờ sông, rồi quẹo lại đường Nam Giao. Chạy qua chạy lại 6-7 vòng gì đó thì ngừng lại. Một chiếc trấn ngự đường Nam Giao, chiếc kia trấn ngự đường Bến Ngự. Cả hai đèn vẫn chiếu sáng. Thế rồi ngày hôm sau, mới sáng tinh mơ, trên trời hai phi cơ chiến đấu quần thảo, dưới đất thanh niên Cộng Hòa súng đạn đầy mình, trấn đóng trước chùa. Chùa bị phong tỏa, hết ai ra vào, gạo bị xịt thuốc, ai mạnh thì ăn cháo, cơm dành cho người bệnh, củi hết phải ngã dương liễu mà đun, nước và điện khi cúp khi mở, rất bất thường, nhưng thường cúp nhiều hơn mở. Ký giả quốc tế thông tin, Từ Đàm bị bao vây như tấn công chiến khu VC. Điện nước bị cúp gần 100%, chiều gần đổ xuống. Có cái màn bắt loa lớn, cha mẹ kêu con ra về. Con ra đứng trước sân thưa lớn, sống chết với nhau,
Màn diễn vài giờ đồng hồ thì ngưng. Khoảng 10 giờ đêm cha mẹ liền giấy vào, bảo con đừng về. Thế đó, khá vui. Hòa thượng Thiện Minh bây giờ đã thay Hòa thượng Trí Thủ làm trưởng văn phòng điều hành, đi Sài Gòn về, len lỏi hàng rào từ chùa Thiên Minh về chùa Từ Đàm. Cho biết, Sài Gòn đã có hai cuộc biểu tình đông đảo hào hứng. Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo thành lập ngoài Tổng hội Phật giáo Việt Nam và 6 tập đoàn của Tổng hội. Ủy ban mở rộng mời 10 tập đoàn Phật giáo nữa tham dự. Chủ tịch ủy ban là Hòa thượng Tâm Châu, Phó chủ tịch Hòa thượng Thiện Hoa, Tổng thư ký Mai Thọ Truyền, Phát ngôn viên Hòa thượng Đức Nghiệp. Ủy ban hoạt động có uy tín và rất hiệu quả. Huế thì tổ chức bái thị 50% ngày đầu, 3 ngày sau 100%, phố vắng, cửa đóng, nhìn được suốt đường phố. Tôi họp ký giả. Sau khi trả lời câu hỏi của họ, họ hỏi, qua họ tôi muốn nhắn nhủ gì không? Tôi nói, có. Đó là tôi muốn biết súng đạn của ai canh gác trước chùa, chiến xa của ai trấn ngự ở hai bên chùa. Họ cười, nhưng nói đó là điều quan trọng. Họ lại hỏi, Phật giáo có thay đổi phương cách bất bạo động không? Không, tôi nói trái lại, Phật giáo càng bất bạo động. Có người bắt tay tôi, họ nói, Phật giáo kiên nhẫn như thế, sẽ được hiểu biết nhiều hơn lên. 12.9 Hòa thượng Đôn Hậu được cung thỉnh mở cuộc diễn giảng thường xuyên tại Diệu Đế. Hòa thượng vốn là một vị tôn túc, diễn giảng nổi tiếng. Khả năng này nay được Hòa thượng vận dụng với ý thức đầy nhiệt thành và truyền cảm sau khi Ngài Quảng Đức dị Pháp thiêu thân. Tôi cùng Thầy Chánh Trực và Anh Từ nghiền ngẫm kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại Huế và xung quanh gần Huế. Cuộc biểu tình sẽ tuyệt đối đồng bộ, diễn ra tại 5 địa điểm vào ngày nhị thất trai tuần của các thánh tử đạo. Kế hoạch ráng giữ cho thật bất ngờ. Tôi cũng phải kiện toàn tổng trị sự Phật giáo miền Trung, mời Hòa thượng Đức Tâm đảm nhiệm tổng thư ký hiện đang trống cùng Tỉnh hội Thừa Thiên tăng cường liên lạc với các khuôn hội của Huế và xung quanh Huế. Còn tất cả tỉnh hội, Trung Nguyên cũng như Cao Nguyên tạm thời tự trị và liên lạc với Ủy ban Liên phái tại Sài Gòn. Thế nhưng, một buổi sáng khoảng 9 giờ, ông Đê cho tôi biết Ngài Quảng Đức đã tự thiêu. Ông Diệm nghe tin thì giấy rơi khỏi tay, vội vàng tuyên bố, sau hiến pháp có tôi. Chiều đó, Từ Đàm được giải dây, tòa đại biểu phái người lên, xin quý vị chuẩn bị để vào Sài Gòn hiệp thương. Kế hoạch của tôi tạm ngưng chuẩn bị, Phật tử ra về tắm rửa, tôi đích thân và huy động những ai còn ở lại làm tổng vệ sinh, vừa làm vừa nghĩ thật nhiều về cuộc hiệp thương, một cuộc họp khẩn để ngày mốt đi. Đi sẽ có Ngài, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thiện Minh. Ai cũng hỏi tôi thì sao, tôi nói thật, để nghĩ đã. Ngài hội chủ lo nhất, bảo tôi phải đi, tôi rất phân vân. Ông Đê thúc tôi, mọi việc đã lo liệu, sau này mới biết, mỗi chuyến bay hàng ngày, tỉnh đường Thừa Thiên được dành 2 vé đến phút chót, tôi đi bằng 1 trong 2 vé ấy. Khi đi, ai cũng nghĩ, tôi đi tiễn phái đoàn, khi tôi cũng ra cửa mới biết tôi cũng đi. Bay hơn 1 tiếng đồng hồ thì tôi có cảm giác là lạ. Máy bay hạ cánh không phải Sài Gòn mà là Kon Tum. Thầy Thiện Minh bàn với tôi cách ứng phó. Tôi nói, ôn với thầy chắc chắn về Sài Gòn, còn tôi cũng sẽ cùng về đó. Và việc xảy ra như thế thật, đến xá lợi, tôi vào giảng đường lại Kim Quang Bồ Tát Quảng Đức. Thầy Tâm Châu hỏi sao trễ thế, còn ông Chánh Trí không nói gì. 13.1
lạy Bồ Tát rồi, tôi phải nói sự tự thiêu theo giáo lý. Sự ấy được nói đến trong hai chỗ là kinh Pháp Hoa và kinh Phạm Võng. Chỗ nào cũng nói tự thiêu có hai ý nghĩa. Thứ nhất, tự thiêu là tự thử thách về chí nguyện, nung nấu chí nguyện ấy cho dũng mãnh kiên cường. Thứ hai, tự thiêu là sử dụng sắc thân mà phụng sự Phật Pháp và phục vụ quần sinh. Tự thiêu là do nguyện lực, tin chắc chí nguyện của mình có thể cảm hóa rất lớn. Pháp nạn 1963 và sau này có nhiều vụ tự thiêu, nhưng phải nói nhất là Bồ Tát Quảng Đức và Tôn giả Quảng Hương. Mở đầu, nhưng Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu rất tự tại, đường đường đủ mọi nghi lễ. Tôn giả Quảng Hương trái lại, tự thiêu ngay sau khi thiết quân luật, cực kỳ khó khăn, vậy mà tôn giả làm được rất ư gian nan, và cho đến nay cũng vẫn không tìm được hài cốt của ngài. Đáng tôn thờ và thương cảm biết bao nhiêu. 13.2 Nhân nói giáo lý về sự tự thiêu, xin nói luôn ở đây về vụ đưa đám Bồ Tát Quảng Đức. 3-4 hôm nay có đủ các nguồn tin mỗi lúc một rõ hơn. Theo đó, đám ngài Quảng Đức dĩ nhiên sẽ đông, nhưng có đổ máu đầu đường Tổng Đốc Phương giáp mối với đường Hùng Dương. Đám phải đi đường Hùng Dương và qua đó mà thẳng xuống An Dưỡng Địa. Không ai không biết hay khinh thường tin tức như vậy. Hòa Thượng Thiện Minh hiệp thương lần chót rồi chưa ký về Xá Lợi Bàn, Hòa Thượng thấy rõ chính quyền không giấu giếm được sự lo sợ. Ý Hòa Thượng phân vân nhưng ngã về phía cứ để quần chúng làm việc. Tôi không đồng ý để mặc quần chúng. Có đổ máu, không được. Hòa Thượng Thiện Minh đi ký và cả phái đoàn chưa ai về. Ở chùa chỉ còn cụ Chánh Trí và tôi. Cụ đang bàn với cảnh sát trật tự. Tôi xin lỗi mời riêng ra bàn. Tôi hỏi tin tức về phía cụ, đám có thể đổ máu không? Rất có thể, cụ nói. Tôi nói đổ máu của quần chúng là không nên. Cụ nói rất đồng ý và cho cảnh sát hay đám tạm ngưng. Khi phái đoàn về họp khẩn thấy tạm ngưng là phải, và Hòa Thượng Tâm Châu cho xe đi phát thanh lời thông báo tạm ngưng của Hòa Thượng qua các đường phố xung quanh Xá Lợi vào đến Ấn Quang. Quần chúng lại nghĩ tiếng phát thanh đó là giả. Vì vậy sáng ra quần chúng đông hơn tập trung nơi Giác Minh mà hướng về Xá Lợi. Hòa Thượng Tâm Giác đang đứng trên một chiếc xe, nói gì không ai nghe được, chỉ hè nhau đẩy chiếc xe đi mở đường. Nhưng đến cổng xe lửa thì cuộc chiến xảy ra, vũ khí của quần chúng là đá lót đường xe lửa. Một tuần sau đó thì đưa đám ngài Quảng Đức, ủy ban liên phái quyết định chỉ có chư Tăng đi đưa. Có người viết tuần trước quần chúng đưa đám với quần chúng rồi, tuần này thì các thầy đi đưa với nhau, lời lẽ đầy mỉa mai và tiếc rẻ, không có hỗn loạn và đổ máu. 13.3 Hòa Thượng Thiện Hòa trông coi việc hỏa táng kim quang của ngài Quảng Đức, tro tàn rồi, quả tim còn lại. Bây giờ chỉ có ký giả quốc tế đi lại và có xăng tốt. Thiêu lần thứ hai, quả tim ấy vẫn không cháy. Ký giả quốc tế thông báo cho thế giới biết như vậy. Khi rước về Xá Lợi, ủy ban liên phái thông báo tăng ni Phật tử đến hành đại lễ. Tôi thảo lời ngài hội chủ gửi điệp văn cho các miền và các tỉnh. Điệp văn viết: Tôi chí thành đảnh lễ vị nhục thân Bồ Tát, xin ngài hộ trì cho nguyện vọng cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam. Điệp văn chấm dứt bằng cách niệm Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Quảng Đức Bồ Tát. Từ đó danh hiệu Bồ Tát Quảng Đức đi vào lịch sử Phật giáo Việt Nam. 14.1 Hòa Thượng Quảng Độ thường ngày sáng sớm từ Giác Minh mang đến Xá Lợi bản tin mà Hòa Thượng dịch từ báo ngoại văn.
Bản này được đánh máy quay phát cho những người tụng kinh vào buổi tối tại xá lợi. Như ngày nay Hòa Thượng nhận lời, cầm đầu một cuộc biểu tình biết chắc chẳng những khó khăn mà còn đổ máu. Phụ tá Hòa Thượng là Hòa Thượng Chánh Lạc. Kế hoạch có 4 bộ phận chạy 4 ngã đánh lạc hướng, nhưng vẫn tìm cách cùng đến công trường Quách Thị Trang. Hòa Thượng với bộ phận chính xông pha mọi cản trở bởi hành hung và kẽm gai. Can đảm phi thường, Hòa Thượng đến được địa điểm đã định. Tại đây dùi cui và đấm đá đón Hòa Thượng. Mặt Hòa Thượng cứ nói máy bị đập, Hòa Thượng nói lớn. Họ xông đến bóp cổ, đánh đá tơi bời. Đầu Hòa Thượng bị tét, máu chảy xuống mặt. Hòa Thượng vẫn nói, chúng bèn hốt ném lên xe cây. Một số quỷ thối bóp hạ bộ của các nạn nhân. Cái giả ngoại quốc lần này cũng bị hành hung không nương tay. Chúng trở về an dưỡng địa, rào kẽm gai mà nhốt, mưa mặc mưa, giam một vài ngày gì đó rồi thả ra, đuổi đi đâu thì đi. Chúng ông mà bắt được lần nữa thì tụi mày hết sống. Chân tay và miệng của chúng hoa ca như vậy. Ký giả ngoại quốc nghe nói cái vụ bóp hạ bộ thì cười. Cái văn minh của chế độ tổng thống Diệm là thế. Cuộc biểu tình này bị đàn áp, giả mang nhưng thành công, và tác động thì thật siêu đẳng. 14.2. Có nhiều cuộc biểu tình trước ngày chế độ Diệm thiết quân luật, nhưng tôi chọn 3 cuộc có tính cách tiêu biểu. Cuộc thứ nhất nói rồi, bây giờ nói cuộc thứ hai. Cuộc biểu tình này vốn có dự định mà không tổ chức được. Do đã thông báo các nơi tập họp về xá lợi, trong đó có nhóm Phật tử Nguyên Thủy Chùa Pháp Quang của Hòa Thượng Hộ Giác. Tôi nhớ bữa đó Hòa Thượng không có, chỉ có Đại Đức Bửu Phương. Đại Đức hỏi sao không đi biểu tình, người ta trả lời người ít quá. Đại Đức rảo mắt một vòng, chừng này được rồi. Thế là phóng đến nơi đã chọn trước, gần xá lợi nhất mà cũng rất bất ngờ, đó là Tiểu Bạch Ốc, Tư Dinh Đại Sứ Mỹ, các Hòa Thượng Tâm Châu và Đức Nghiệp phóng trước. Tôn giả Quảng Hương quấn cổ biểu ngữ duy nhất đã được kẻ trước mà chạy theo. Cảnh sát kéo dành, tôn giả càng giữ, bị ngã tôn giả vẫn cố giữ. Cảnh sát khác thấy vậy la lớn, buông nó ra, không nó chết bây giờ, mệt lắm. Tiểu Bạch Ốc không cao lớn lắm, nhỏ vừa phải. Cuộc biểu tình rất vừa phải với khung cảnh đó. Khẩu hiệu biểu tình là yêu cầu người Mỹ xét lại vũ khí và phương tiện họ đã viện trợ cho chính quyền Việt Nam. Chính quyền đã lợi dụng vũ khí và phương tiện ấy mà đàn áp Phật tử. Người Mỹ nên đặt vấn đề mà cấp tốc cứu xét. Xong cả đoàn biểu tình trở về xá lợi trước con mắt tức bực của cảnh sát. Trời gần trưa, buổi phát thanh trưa của VOA tường thuật rất trung thực cuộc biểu tình. Người Mỹ bây giờ bị đặt trách nhiệm đơn sơ và rõ ràng. 14.3. Nay nói cuộc biểu tình thứ ba. Ngay sáng sớm mới thiết quân luật, hốt chùa chiền. Cháu Quách Thị Trang đến nhà vài người bạn. Mới sáng sớm, cháu và bạn của cháu từ trong chợ. Quách Thị Trang cầm biểu ngữ chạy ra công trường. Các má và các chị ào ra theo. Cháu quấn biểu ngữ, vừa chạy vừa la lớn, trả thầy của chúng tôi. Cảnh sát lập tức bắn chết cháu, chở thi thể cháu đi mất luôn. Sau này mới biết, chúng đem lên vùi ở nghĩa trang quân đội. Trang hỡi Trang, em làm gì sao sáng? Một bản nhạc được nhạc sĩ nào đó đặt ra. Rồi tượng đài của cháu được sinh viên kiến trúc tự xây dựng, đặt ở công viên trước chợ Bến Thành với bản hiệu công trường Quách Thị Trang. 15.1. Không ai trong ủy ban liên phái mà không nghe biết dồn dập về việc chính quyền chuẩn bị thiết quân luật để tổng càn quét Phật giáo. Tăng cường cảnh sát quận 3, xá lợi và quận 10, Ấn Quang, tập trung dầm mài giũa còng tay. Bắt công chức tăng cường gác đêm.
trước đó, và có lẽ đây là ý định thứ nhất của chính quyền, lấy lệnh tòa án ruồng bố các chùa. Dự định này theo tin tức nhằm cướp kim quan của Ngài Quảng Đức, truy tố các vị tổ chức cho Ngài tự thiêu. Họ đã điều tra lai rai các vị ấy và rằng sẽ truy tố những kẻ sát nhân. Ủy ban liên phái họp dài ba lần, bàn ai tình nguyện bị bắt, ai tình nguyện ở ngoài, nhưng không ai chịu ở ngoài cả. Riêng tôi, trong ủy ban liên phái có cụ Hiểu, cầm đầu Phật tử Nguyên Thủy, cho tôi biết riêng tòa đại sứ Thái Lan có ý mời tôi đến tá túc. Cụ nói hai lần, tôi thì đã quyết định để bị bắt. Rồi Hòa Thượng Tâm Giác cũng làm tương tự. Hướng dẫn và thông dịch cho một viên chức nói là của tòa đại sứ Nhật cũng tỏ ý như Thái Lan. Tôi cũng trả lời tương tự. Họ ngồi cho đến gần giờ thiết quân luật mới về. Nửa giờ sau, ban trật tự trong chùa báo động. Cùng lúc, thô bạo cực kỳ, cảnh sát giả chiến xông vào, sử dụng dùi cui trước đối với tất cả các ni sư, rồi tấn công bằng hành hung và lựu đạn cay. Họ dồn chúng tôi ra trước điện Phật. Ở đó, thấy Ngài Hội Chủ, mặt và mắt sưng, bị dẫn ra trước. Một thị giả níu áo Ngài thì bị đánh gần ngất xỉu. Ngài bị đưa lên xe bịch bùng đưa đi trước. Các nhóm, tôi cũng bị ở trong một nhóm, rồi tất cả bị xua ra. Cảnh sát áo trắng đón lấy, đưa lên 4-5 chiếc xe lớn, trực chỉ đến nơi mà sau đó mới biết là rạch cát. Đêm khuya trời lạnh nhưng không mưa, đoàn xe đến một quãng đồng cạn thì dừng lại. Vì xe chỉ huy hỏng máy, có tiếng nói nhỏ nhưng rõ, ai xuống được thì xuống mà thoát đi. Nhưng xe tôi và sau đó biết các xe khác cũng vậy, không ai xuống cả. Đoàn xe lại tiếp tục, vài mươi phút sau đến rạch cát. Chúng tôi bị xua xuống nhốt vào 3-4 cái nhà tương đối nhỏ. Tôi do một thầy nào đó không rõ, đang đêm nên cũng không nhìn được, nói nhỏ và dìu vào gần nhóm già lam. Bây giờ thì biết già lam, pháp quan, nguyên thủy gốc miên, ấn quan, giác minh, an dưỡng địa, phước hòa, đầy đủ mặt bá quan. Cỡ một giờ sau, họ dẫn cụ chánh trí vào, đi ruồng các phòng, đến phòng tôi. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau rất nhanh, và cụ chánh trí liên tiếp lắc đầu, miệng nói không có, không có. Ấy là họ nhờ cụ giúp họ tìm tôi. Lát sau nữa, Đại Đức Giác Đức bị bắt đưa ra dẫn đi. Thầy nói khi nãy bảo tôi gối đầu lên vế thầy, nằm xuống mà nghỉ. Trời chưa sáng, lạnh, nền xi măng, vậy mà nằm vẫn thấy ấm áp. Gần sáng thầy thức tôi dậy, nói, việc con đến đây là hết. Bây giờ, xin thầy vào nhóm già lam, sát nhóm miên mà ở. Thầy đưa tôi đến rồi xá tôi, lặng lẽ lui ra. Từ đó cho đến nay, tôi cố kiếm thầy là ai mà không tài nào kiếm ra. Lại nói, để phục chư tăng gốc miên và Phật tử của các ngài, tự ý cùng cảnh sát gốc miên liên lạc kín đáo và chặt chẽ với nhau. Tin tức từ lúc đó cho đến khá lâu sau đó, toàn nhờ nhóm này thông báo chính xác và đầy đủ với máy truyền tin họ được cấp. Nhờ đó mà được biết, các hòa thượng Tâm Châu Đức Nghiệp bị bắt cả rồi, chỉ thiếu tôi và đang cố lùng kiếm. Hòa thượng Thiện Minh về Huế và đêm đó bị bắt ở đây, chùa Từ Đàm. Tất cả các tỉnh, đặc biệt ở Huế, họ bị ruồng bắt, rất cẩn thận mà. Dĩ nhiên, tôi không rõ lắm. Nói công bình, mấy ông chỉ huy ở rạch cát không gay gắt hống hách gì, bảo chúng tôi thu xếp lấy sự sinh hoạt bình thường, đi lại và trò chuyện thoải mái, miễn đừng ra ngoài khu vực. Hòa thượng Nhật Thiện sư đệ của tôi liên lạc với bên ni, với cảnh sát công chức gác đêm, nhất là cảnh sát gốc miên, định thực hiện cho tôi một cuộc thoát ra êm xuôi với bộ cánh cảnh sát và 10.000 tiền biếu, nhưng sáng hôm sau lệnh trả chúng tôi về ăn Vu Lan. Trước khi tiếp tục, tôi kể chuyện này cho vui. Một buổi chiều, có đông nhân viên vào lấy lý lịch và chỉ tay. Hòa thượng Nhật Thiện nói,
Nhân việc này làm cho tôi từ nay vẫn tìm không ra. Một nhóm hè nhau do Hòa Thượng Nhật Thiện điều khiển. Tôi khai lý lịch, một thầy chụp hình, một thầy lăn tay. Tất cả bàn giấy hơi lạ là thấy chúng tôi thì cúi xuống, đến phận sự thì làm việc không ngước lên, nhìn hay hỏi gì. Hòa Thượng Nhật Thiện nói, một người mà lý lịch, hình ảnh, nhất là dấu tay hoàn toàn khác nhau, thì hết cách tìm cho ra là ai. 15.2 Tiếp tục câu chuyện, tôi chưa kịp thoát ra theo sự thu xếp của sư đệ Nhật Thiện, thì có lệnh thả chúng tôi về ăn du lan. Khi gọi đến nhóm Pháp Quang, thì sư cụ Thiện Luật ra ngồi trước, kế đến gọi Ngô Bửu Đạt, tức Hòa Thượng Hộ Giác, mới ra đã có một nhóm đến mời lên xe bịch bùng đi luôn. Khi gọi Đinh Văn Tánh, tên giả của tôi, sư Chung thúc đẩy tôi ra, thế là tôi về chùa Pháp Quang. Trước đó Hòa Thượng Thiện Hòa vào tìm gặp tôi nói, thầy về Xá Lợi, tôi sẽ đón thầy ở đó. Thế là quá rõ, ấn quang bế tắc đối với tôi, và thế là tôi phải về Pháp Quang. Từ đây tôi tắm rửa thoải mái sau 9 ngày sống mọi rợ. Nhưng từ trong phòng tắm đã thấy 4 họng súng chỉ vào đều nhau. Tôi nghĩ Pháp Quang đang bị bao vây chặt chẽ. Quả là như vậy, sư đệ Nhật Thiện từ Xá Lợi chạy về tìm gặp tôi, đang thay đồ mới, dậm chân hét mau lên, nó biết thầy ở đây rồi. Thế là Pháp Quang không cách gì lọt ra ngoài được nữa. Trừ ra tôi nghĩ thật nhanh và bảo sư đệ Nhật Thiện kiếm một thầy nữa tụi mình đi. Sư đệ có ý hỏi, tôi khoát tay và thúc nhanh lên, tôi đi trước, Nhật Thiện và sư Nhâm theo sau. Xuống sư cụ thì thấy cảnh sát đang kề kèo gì đó, mà sau này biết họ đang đòi sư cụ cho soát chư tăng mới được thả về. Tôi thông thả trình sư cụ, chúng con xin phép đi đưa cái thư mà ngài dạy mang đến ấn quan, cảm ơn Hòa Thượng Thiện Hòa. Sư cụ nhanh trí bảo đi nhanh lên, sắp tối rồi. Trời lại mưa khá lớn, có 2 chiếc taxi đậu ngoài sân, dành xe chạy sơn màu vàng, xe của công an. Loại này có quyền bắt khách chở thẳng về công an. Mặt chúng tôi ngồi ngay lên một chiếc, xe ra đường lớn, tôi bắt đầu làm việc. Tôi nói, hai thầy sao không biết, còn tôi mai sẽ xin về không tu nữa, ngán ở tù rồi. Anh tài xế hỏi, tôi vừa trả lời, vừa nghĩ đến việc về ấn quan. Nhưng về ấn quan là nạp mạng, còn thoát trên đường về đó thì lúc bấy giờ tôi không biết gì. Về đường xá Sài Gòn không thể nào thoát được sự chú ý của anh tài xế, như vậy chỉ còn cách ra đường Hàm Nghi. Tôi nói với anh tài xế, anh có thể lái ra bến tàu cho chúng tôi hít thở thật mạnh một chút được không? Được, ra bến tàu, gần đến đầu đường Hàm Nghi. Tôi nói, phiền anh ghé vào tiệm thuốc cho tôi mua vài viên thuốc cảm. Anh ghé vào, vui vẻ. Không biết ngẫu nhiên hay sao mà lại chỉ có một hiệu thuốc mở cửa. Chúng tôi xuống nói với anh tài xế, anh quay xe để rồi chúng ta đi. Nói vậy nhưng tôi đi thẳng qua trước cửa tòa đại sứ Mỹ, thấy cửa khép tôi đi thẳng càng mau. Nhưng đi 15 mét gì đó tôi quặt lại, thấy cửa ấy mở ra. Vậy là sư đệ tôi, một tay kẹp tôi, một tay kẹp sư Nhâm áp vào. Anh lính Mỹ hơi tránh ra cho chúng tôi vào. Vào rồi anh khép cửa khá kín, mở tủ lấy một khẩu súng khác nhỏ hơn và hỏi, các ông có phải phe ông Trí Quang không? Sư đệ Nhật Thiện chỉ tôi nói tiếng Mỹ, ông này là Trí Quang đây. Anh lính Mỹ đóng cửa gọi điện thoại, chỉ vài phút sau, có người đến nhận diện tôi mời lên tầng trên, sâu hơn. Ngoài đường, tiếng chiến xa đang ồn ào chạy quanh. Một chiếc máy thu thanh được đem để trước mặt chúng tôi, đài BBC loan báo. Thượng tọa Trí Quang đáp vào tị nạn trong tòa đại sứ Mỹ.